xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái con mini game nha anh em. Thì đây mình nghe nói á, là một con map bắt cua. Mình nghe nói là rất là dễ thương luôn anh em ơi. Và mà chị Cá Mui đã từng chơi rồi. Chị Cá Mui bảo mình là Phong ơi, em chơi thử con map này đi. Con map bắt cua này nhìn dễ thương lắm đó. Mình vô mình cũng... Ờ đúng rồi, tôi thấy nó cũng dễ thương ghê. Ở đây nó có xây con chuột nè. Bên đây nó có xây hình như đây là con Pokemon nè. Trời ơi, ông này ông xây nhiều thứ nha. Và đặc biệt hơn nữa, đây chính là một cái map dành tặng cho Hero Team á luôn á. Trời ơi, ghê không? Wow, sướng vậy. Đúng rồi, đây là cái map bạn này xây dành tặng cho Hero Team, dành tặng riêng luôn nha, ghê không? Ok, bấm cái nút này để bắt đầu nè. Rồi. Ui. Bây giờ mình với lại Sammy sẽ cùng nhau chơi thử con map bắt cua này nha anh em. Ơi, nè thấy không? Trên đây có chữ Hero Team nè, từ tí nữa mình lên mình cho các bạn xem. Ok, mình ăn bánh mì rồi đó. Ok. Rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bay lên trên cao để có thể mà bắt cua nha anh em. Đó, đi thế nào? À, lên trên đây nào. À, ok. Rồi ok, chúng ta bắt đầu thi đấu bắt cua nha. Để coi mình với Sammy ai sẽ bắt cua thành công nha. Mình với Sammy á là hai đứa đều bắt cua nướp như nhau hết, cho nên bọn mình sẽ đều đi cái đường dễ luôn, chứ mình không dám cái đi đường khó đâu. Bọn mình mà đi đường khó là bọn mình sẽ chết cắt luôn á trời. Bọn mình dở ẹt cả, bọn mình chứ bắt cua dở lắm. Có bạn nào đã từng chơi con map này chưa? Bạn nào đã từng chơi con map này rồi hãy bình luận số 1 cho mình biết nha. Ok. Rồi tiếp nào. Ở Sammy đứng đợi tôi làm gì vậy? Cứ nhảy đi, để tôi. Ê. Sao tôi chết rồi? Kỳ vậy? Ai ăn nước? Trời ơi, nướp gì mà nướp, chẳng qua tôi nhường Sammy đi trước á. Thảo. Thiệt mà. Ok, coi ai tôi nè. Không? Tôi tin tôi luôn được không? Thảo. Ờ, đây. Ơi. À. Nè. Leo lên đi, Sammy leo lên đi. Leo lên đi. Ồ, trời, mình tính gạt. Sammy té bạn ơi, Sammy té ơi. À, ok, mình Sammy phải nhảy từ đầu rồi, trời ơi, đến lượt mình. Trời ơi, trời, Sammy ơi, sao Sammy nướp vậy Sammy? Nhảy từ đầu rồi, giờ tôi nhảy tới tận đây luôn, Sammy nhảy mới tính lên đầu rồi, trời ơi. Té nữa hả? Té nữa đúng không trời ơi? Ok, nhảy này, rồi, đó, quá hợp lý luôn. Mình sang thịt gà vô cho mình nhảy nhanh hơn các bạn ơi. Đó, Sammy đâu ta? Để mình lưu điểm hồi sinh đã. Ok, lưu điểm hồi sinh nè. Sammy ta, cố lên, Sammy, cố lên. Rồi té luôn các bạn ơi. Phải đâu, thật Sammy bắt cua dở quá. Ok, mình nhảy trước vậy. Sau đó mình sẽ qua đây mình đợi Sammy. À, mình mới giờ kêu Sammy bắt cua dở quá, sao mình té luôn anh em ơi. Vãi nồi thật. À, nhảy qua đây nè. À, ok. Nhảy qua đây. À. Nhảy qua đây. Ok, rồi lưu điểm hồi sinh lại nè. Ok. Đó, không biết Sammy đến đâu ta. Trời, vẫn còn ở bên đó hả? Ok, bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đứng đây mình đợi Sammy cái nha anh em. Ok, trời ơi, đợi mãi Sammy mới qua đây được anh em ơi, lâu dữ luôn á trời. Gì đâu mà lâu ơi là lâu luôn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu leo bằng cái đường cửa sổ này nha. Đó, cái này chúng ta sẽ phải nhảy từng nhịp như thế này nè anh em. Đó, sau đó mở cửa ra. Đó, sau đó nhảy lên lại. Ê, nhảy lên lại. Ồ, nhảy lên nè. Đó, cái này phải nhanh tay lên anh em ơi, chậm tay quá là lên chậm lắm á. Sammy dưới kìa. Hello Sammy. Trời ơi, người ta lên làm sao rồi. Đó, ồ, sao lên. mình đóng cái cửa lại. Sammy tự thôi, Sammy không biết gì hết anh em ơi, vãi nồi thật. Ok, nhảy xuống đây nè. Xuống đây. Đó. Ok. Ê. Hey. Ê. Hey. Ui. Bên đây bạn này xây nguyên một con Pikachu luôn nè Sam ơi. Đâu? Bên đây nè nguyên một con Pikachu luôn. Trời ơi, to đùng luôn nè. Wow. Ghê thiệt luôn á. Ủa Sam ơi rồi. Chết nữa hả? Đang nhảy. Nhảy đi. Trời ơi. Kêu là đừng có đập người ta xuống mà tự rơi xuống luôn, trai thèm đập đâu trời. Ok, mình qua đây. À, chỗ này là hơi khó nhảy nè. Chỗ này là phải nhảy theo nhịp nè. Ơi, té té. Đó, nhìn cái gì vậy trời. Té luôn rồi. Ở là trời. Ủa, sao mình trên đây luôn rồi. Phải nồi thật. Ủa, té nữa rồi. Trời. Ok, Lại. Xui thôi. Này thì kêu tôi gà bắp này. Này thì cười người hôm trước hôm sau người cười này. Gà bắp hả? Này thì kêu tôi gà bắp nè. Đúng rồi. Kêu đây nè. Ờ. Ủa hello Sammy. Ê đừng có đi qua người ta. Ờ, người ta gớt bây giờ. Tôi đẩy bà xuống luôn bây giờ. Ok, lưu điểm hồi sinh. Rồi ok. Rồi. Chỗ này thì chỗ này dễ hơn nè. Ai? Bà đừng có đẩy tôi. À, chết tôi nè. Ở là trời Sammy này. Bà ok, nhường con gái đi trước đi. À cái là vậy.
này thì dễ ẹt nè, này thì dễ ẹt nè, gáy gáy đi, gáy đi, té sắp mặt. À, trời ơi. Ủa sao tôi cũng té rồi. Mày đặt. Ơi tôi cũng hoài nè, trời ơi làm cho tôi không biết vậy. Ờ đây nè, đây màu hồng này của Timmy nè, màu xanh này là của tôi, màu vàng của Dịch, màu cam của chị Camui nè. À, màu tôi xanh này của Khang Dừa nè, màu đỏ của Kairon, màu này màu của Simmy nè, màu này là màu của Sammy nè. À trời ơi, quá hợp lý luôn. Bạn này size map rất là đẹp luôn nha. Ôi nè, thấy không? Ở đây có nguyên chữ Hero Team nè, chữ Hero Team nè, chỗ này là chữ H nè, chữ H là hình con cừu nè, là Timmy nè. Con cá heo này nè, chữ E nè, là của Phong Cận nè. Con vịt chữ R này là của anh Vịt nè. Còn đây là củ cà rốt nè, chữ O nè, của chị Camui. Còn bên đây nè, cái cây này là cái cây dừa nè, là Khang Dừa nè. Bên đây là con cá mập là sao? Ủa không? Ủa không, con này là con sóc là Kairon. Bên kia là con gấu. Con gấu là Simmy nè. Con gấu hay con mèo ta? Còn bên con cuối cùng là con này, con cá mập là Sammy đó. Gơi. Hay. Ok, tiếp. À, cái map này xây rất là dài luôn. Và bọn mình không biết khi nào mình mới bắt tua xong luôn anh em. Ồ, chỗ này là có, chỗ này có dung nham nha, có chuẩn nha. Ây da, đâu quá. Ây da, ăn bánh mì vô, Chết tôi rồi. No. Ăn bánh mì vô. Trời ơi, chết tôi luôn á, trời ơi. Ôi, mày quá. Tôi phải uống sữa cho nó hết cháy nè. Ủa sao mày rồi? Uống sữa Sammy hết cháy hả? Sammy ơi, bà đâu rồi? Đây. Bà còn bên đó hả? Ok, vậy chắc tôi thắng rồi. Ok, xin lỗi Sammy nha, tôi thắng đây. Ủa là sao? Bà thua đi, tôi thắng đây. Trời, sao là sao? Có nghĩa là bà bắt cua dở quá chứ sao? Té luôn rồi. No. Ok, từ nhảy đến đây nè. Sao kỳ ta? Sao nhảy được ta? Ok, lại. Level, mình nghĩ là nhảy bên đây cho dễ. Tính ra bên đây nhảy còn dễ hơn bên kia nữa anh em. À, té nữa rồi. Té hoài ta, kỳ ta, cọc nha, té hoài cọc nha. Ok, được rồi nè. Rồi, tiếp tục nào. Trời ơi, mình đi đến màn này luôn rồi anh em ơi. Sammy vẫn còn đằng sau lưng mình. Trời ơi, là trời. Ôi, ở chỗ này nó có xây, có bạn này, bạn đã xây nguyên một con creeper đeo tai nghe luôn nè anh em. Phải nồi creeper đeo tai nghe. Hình như con creeper là dân DJ. Con creeper này biết chơi DJ. Em là cao sĩ Bảo Hưng, em đây hát nhạc Việt Tây. Creeper là ca sĩ Bảo Hưng, creeper hát nhạc miền Tây. Phải nồi được. À, ơi tay, trời. Thăm tôi luôn à. Ok, tôi nhảy bên đường này cho dễ. Hey. Ok. Đấy. Nhảy qua đây. Ê. Nhảy qua đây nữa. Sao lại nhảy qua đây? Tiếp tục nhảy qua đây. Trời, cái này. À, trời lại té rồi. Cái này khó quá ta. Ai, cuối cùng mình cũng qua được tới nơi rồi anh em ơi. Vãi nồi thật, cái chỗ đúng khó nhảy luôn anh em. Phải nhảy từng cái mới qua được. À, chỗ tiếp theo chính là cái chỗ nhảy vòng tròn đúng không? Ok rồi, nhảy vòng tròn như thế này nè anh em. Đó. À, té nữa rồi, trời là trời. Sao dễ té quá ta. Lại. Nhảy lên đây, sau đó là qua đây, nhảy lên đây. Đó là nhảy qua đây, rồi nhảy qua cái vòng tròn này. Đó. Dòng chọn này, cái này phải tập trung anh em ơi, cái này mình phải tập trung. Mình mà không tập trung là mình té chết luôn các bạn ơi. Đó. Ok, qua được rồi nè. Rồi tiếp tục lên cầu thang. Mình đi đến tận đây luôn, không biết Sammy đi đến đâu rồi. Mình nghĩ là Sammy chắc còn ở bên dưới kia luôn, chưa lên tới đây luôn các bạn. Đó. Leo tiếp tục cầu thang nè. Ui, bạn này xây nguyên một con Pokemon luôn nữa các bạn ơi. Đây để mình lên trên cao mình cho các bạn xem nha. Tiếp tục lại là một con Pokemon nè. Ủa nhưng mà con Pokemon nhìn lạ quá ta, mình chưa thấy con Pokemon này bao giờ luôn á. Với lại mình cũng không biết tên của nó là gì. Mình lên mình coi coi. Đó, nhảy qua đây. Nhảy lên đây, ok. Lưu điểm hồi sinh nè. Ủa mấy bạn ơi, con Pokemon này là con Pokemon tên gì các bạn? Mình không biết con này tên gì hết, anh nhìn nó lạ quá. Nhưng mà mình nhớ con này là Pokemon. Nhưng mình không nhớ tên gì hết. Bạn nào biết hãy bình luận cho mình biết nha. Con này nhìn lạ quá ta. Ok. Ui, rồi tiếp tục chỗ này chúng ta sẽ nhảy lên những cái hộp quà. Té rồi. Trời ơi trời. Sammy ơi, đi đến đâu rồi Sammy? Đang nhảy tung tăng nè. Ok, Sammy mới vừa đi đến cái màn nhảy anh em ơi. À, ok, nhảy lên đây. Xong. Nhảy qua bên đây. Nhảy lên trên đây. Ồ, wow. Mấy cái hộp quà này nó khó nhảy quá anh em ơi.
nó cứ bị mình, nó cứ làm cho mình bị kẹt kẹt lại sao mình không nhảy được. Ôi, chỗ này bay lên được hả? Giật cả mình. Phải rồi thật. Ôi, bay lên nóc nhà luôn. Lên nóc nhà là bắt con gà. Ok. Rồi, mình sẽ nhảy qua bên những cái tảng băng nè. À, mình nghĩ là mình sắp thắng rồi anh em ơi, mình sắp win luôn rồi. Từ nãy giờ mình đi mình gặp rất là nhiều những cái hình cute luôn anh em ơi. Tôi chưa nhảy qua bà. Ơi, bà chưa nhảy qua kệ bà liên quan tôi. À, mình thấy Sammy bên dưới kìa anh em. Trời ơi. Mình thấy Sammy bên dưới nè. Nè, tôi bên đây nè. Nè, tôi lại tôi cho bà coi. Tôi bên đây nè. Nè nè nè, bên đây nè. Hello. Hello Sammy. Tôi hả? Bên đây nè. Trời ơi, quá đáng á. Ok rồi, nhảy qua đây nè, đi xuống dưới đúng không? Bơi xuống dưới, bơi xuống dưới. Ok. Ơi, trời sao tôi té hoài ta, chỗ này tôi té hoài. Ok, bây giờ mình sẽ cố gắng win cái trận này nha anh em. Khổ quá. Còn chỗ nào, còn chỗ nào mình chưa qua nữa ta. Ok mấy bạn ơi, cuối cùng thì mình cũng đã đi đến được màn 25 rồi mấy bạn ơi. Thiệt luôn, khổ là khổ luôn. Đi mãi mới tới được màn 25, mình nghĩ là màn 25 là màn kết thúc rồi nè. Ta sẽ leo lên xe và đi với cái vòng tròn này. Trời ơi, nhìn ảo vậy. Leo lên đây nè, ôi. And chúng ta sẽ đi đến một cái cây cổ thụ. Và dưới cái cổ thụ này nó sẽ có một ngôi sao. Yeah, win rồi, để xem có cái gì đây. Chúc mừng bạn đã win map. Nhớ đăng ký kênh cho các thành viên của Hero Team như Mr. Vịt, Timmy TV, Phong Cận TV, Camui, Khang Dừa, Mèo Simmy, Kyron TV và Sammy Đào nhé. Giờ thì ăn sao và win thôi nào. Trời ơi, cảm ơn cái bạn đã xây map nha. Cảm ơn bạn rất là nhiều khi đã xây cái map này và tặng cho Hero Team nha. Cái map này mình nghĩ là xây cực lắm luôn anh em. Không phải nghĩ luôn, chắc chắn là xây cực lắm luôn á. Tại xây mấy con nhân vật dễ thương rồi thôi cũng tốn cả núi thời gian luôn rồi. Cho nên con chuồn chuồn á, phải nồi thật, bạn này xây rất là kỹ càng luôn. Ok, win house. Ta-da! Chiến thắng rồi.